một cảnh quay tại công ty nhá, đang gọi là set up các cái loại gọi là đây. Đủ cốc chưa? Đây. Một MV mới của Phú Lê đang demo tại công ty. Ở chỗ kia đen xì kia Quân. Con tèn. Tèn à? Đây cho chị quay. Có cả chương trình xếp và cốc à? Mệt không? Hả? Mệt không? Mệt vừa vừa. Mệt vừa vừa. Anh em là nghĩa là sáng nay là 10:30 bắt đầu mới bình minh cơ, nhưng hôm nay là cái ngày mà tôi nghĩ đến bản thân Thiên Hạ cũng như là các ban giám mục của tôi, những người yêu dòng nhạc Phú Lê, đâm ra tôi lại phải dậy từ sớm để ra một cái MV mới để cho tất cả các anh chị nghe một chiếc MV. Rồi rồi, một chiếc đi. Cái cổ áo ấy. Không mổ thẻ mới đây. Chào anh em nhá. Chuẩn bị có đây. Một cái chương trình clip ở đây rất là ấn tượng. Mọi người hãy mọi người chờ đón nhá. Chờ đợi. Đâu rồi? Đâu đang chờ.